Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Siêu bão Yagi ở mức thảm họa, mạnh nhất trong 30 năm qua. Ghi nhận từ báo Kinh tế và Đô thị, với cường độ cực mạnh đạt cấp 16 và giật trên cấp 17, siêu bão Yagi, bão số 3, đã trở thành cơn bão mạnh nhất năm 2024 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 13 giờ ngày 6 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 450 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, 184-201 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h. Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Vùng biển phía Đông của Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 6-7. Từ tối và đêm mùng 6 tháng 9, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17. Biển động dữ dội. Khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,5m Thanh Hóa đến 2m Quảng Ninh vào chiều và đêm ngày 7 tháng 9 và nước rút do bão khoảng 0,5m Thanh Hóa đến 1m Quảng Ninh xuất hiện vào sáng ngày 7 tháng 9. Các khu vực neo đậu tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, các tuyến đê, kè biển trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và nước dâng rút do bão. Các khu vực trũng thấp ở ven biển cửa sông đề phòng nguy cơ ngập do nước dâng và sóng lớn. Từ đêm nay mùng 6 tháng 9 đến sáng mùng 9 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-350mm, có nơi trên 500mm. Mưa lớn nhất ở phía Đông Bắc Bộ tập trung trong ngày và đêm mùng 7 tháng 9. Phía Tây Bắc Bộ từ tối ngày mùng 7 tháng 9 đến đêm mùng 8 tháng 9. Mưa lớn có khả năng xảy ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, ngày 6 tháng 9 ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, tố, lốc và gió giật mạnh trước khi bão đổ bộ. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đánh giá Yagi là siêu bão có cường độ mạnh nhất trong khoảng 30 năm gần đây hoạt động trên Biển Đông. Các siêu bão trước đây chủ yếu hình thành ở vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương, sau đó đi vào Biển Đông và thường giảm cường độ, hiếm có bão hình thành siêu bão ngay trên Biển Đông. Theo thống kê, từ trước tới nay chỉ có 2 cơn bão đi từ Tây Bắc Thái Bình Dương vào Biển Đông đạt siêu bão nhưng không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Đó là bão Rai tháng 12 năm 2021 đạt cấp 16 ở Biển Đông, hướng vào miền Trung nhưng sau đó đi vòng lên, tan dần ở Bắc Biển Đông. Thứ hai là bão Sala tháng 8 năm 2023. Đạt cấp siêu bão trên Biển Đông nhưng đi vào Nam Trung Quốc. Siêu bão Yagi đánh thẳng vào châu Á, sức gió mạnh nhất lên đến 245 km/h. Ghi nhận từ chuyên đời sống và pháp luật, siêu bão Yagi đã đổ bộ vào Trung Quốc, ban đầu là Hồng Kông và mắt bão đang ở khu vực đảo Hải Nam trước khi tiếp tục di chuyển về hướng Việt Nam. Những cơn gió mạnh và mưa lớn từ siêu bão Yagi đã đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc vào thứ Sáu, ngày 6 tháng 9, khiến các trường học phải đóng cửa ngày thứ Hai và các chuyến bay bị hủy khi một trong những cơn bão mạnh nhất tấn công châu Á trong năm nay đang hướng đến đất liền dọc theo bờ biển nhiệt đới của đảo Hải Nam. Với sức gió mạnh nhất lên tới 245 km/h gần mắt bão, Yagi được coi là cơn bão nhiệt đới mạnh thứ hai thế giới tính đến thời điểm hiện tại trong năm 2024. Sau cơn bão cấp 5 Barry ở Đại Tây Dương. Với sức mạnh tăng gấp đôi kể từ khi tàn phá miền Bắc Philippines vào đầu tuần này, Yagi dự kiến sẽ đổ bộ vào bờ biển Trung Quốc từ Văn Xương ở Hải Nam đến Lôi Châu, Quảng Đông vào chiều thứ Sáu. Sau đó, cơn bão được dự đoán sẽ vào Việt Nam và Lào. Gió và mưa kèm theo sấm sét dữ dội đã xuất hiện trên khắp khu vực vào đêm qua và sáng nay. Các tuyến giao thông trên khắp miền Nam Trung Quốc hầu hết đã bị đóng cửa với nhiều chuyến bay bị hủy ở Hải Nam, Quảng Đông, Hồng Kông và Macau. Tuyến đường biển dài nhất thế giới, cây cầu chính nối Hồng Kông với Macau và Chu Hải ở Quảng Đông cũng đã bị đóng cửa. Tại trung tâm tài chính Hồng Kông, sàn giao dịch chứng khoán và trường học đã đóng cửa.
Đài quan sát Hồng Kông cho biết, tín hiệu bão số 8, cấp cao thứ 3, sẽ có hiệu lực cho đến ít nhất là 12 giờ trưa ngày 6 tháng 9. Điều này có nghĩa là nhiều doanh nghiệp sẽ phải đóng cửa và giao thông sẽ bị hạn chế đáng kể. Những giải mưa lớn liên quan đến Yagi sẽ mang đến những trận mưa rào lớn cho khu vực này, đài này cho biết, đồng thời cũng cảnh báo người dân tránh xa bờ biển. Chính phủ Trung Quốc đã cử lực lượng đặc nhiệm đến Quảng Đông và Hải Nam để hướng dẫn phòng chống lũ lụt và bão. Hãng thông tấn chính thức Tân Hoa Xã cho biết. Hình thành trên vùng biển ấm phía đông Philippines và có đường đi tương tự như bão Ramasun, Yagi dự kiến sẽ đổ bộ vào Trung Quốc với cường độ bão cấp 4, mang theo những cơn gió đủ mạnh để lật xe, bật gốc cây và gây thiệt hại nghiêm trọng cho đường xá, cầu cống và tòa nhà. Theo các nhà khoa học, các cơn bão đang trở nên mạnh hơn, được thúc đẩy bởi các đại dương ấm hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra. Tuần trước, cơn bão Sahan đã tấn công vào phía tây nam Nhật Bản, gây ra nhiều thiệt hại. Đây là cơn bão mạnh nhất tấn công quốc gia này trong nhiều thập kỷ. Yagi, cơn bão mạnh lên thành siêu bão vào đêm thứ tư, là từ tiếng Nhật có nghĩa là dê và chòm sao Market, một sinh vật thần thoại nửa dê nửa cá. Hồng Kông, Trung Quốc đến nay đã báo cáo có 3 người bị thương, cây cối bị thổi bay và 260 người tìm nơi trú ẩn bởi ảnh hưởng của bão. Đài quan sát khí tượng Hồng Kông, Trung Quốc sẽ phát tín hiệu số 3 lúc 12 giờ 40 phút trưa giờ địa phương khi Yagi tiếp tục di chuyển về phía tây và rời khỏi Hồng Kông. Trong khi gió dự kiến sẽ yếu đi, thành phố có thể mưa rào kèm theo gió giật mạnh, biển động với sóng lớn. Sáng ngày 6 tháng 9, người dân có vẻ thoải mái hơn và một số đã ra ngoài ở nhiều quận khác nhau sau khi đài quan sát thông báo tín hiệu bão sẽ được hạ xuống cấp 3. Dịch vụ tàu hỏa, các tuyến xe buýt cũng được tăng dần sau thời điểm 12 giờ 40 phút dù chưa hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường. Truyền thông Trung Quốc cho biết 400.000 người đã được sơ tán khỏi Hải Nam khi các trường học đóng cửa ngày thứ hai và các chuyến bay bị hủy trên khắp khu vực. Tâm bão của siêu bão Yagi đã tiến đến mũi đông bắc của đảo Hải Nam ở miền nam Trung Quốc. Bão đã tấn công tỉnh này kể từ hôm qua và khu vực rộng lớn hơn, đặc biệt là tỉnh Quảng Đông, cũng chịu ảnh hưởng. Hải Nam đã bước vào cấp độ phòng chống bão cao nhất, đóng cửa tất cả các điểm du lịch địa phương, các bãi tắm ven biển, du lịch giải trí trên biển và các hoạt động khác cũng như các dự án du lịch liên quan đến biển và hàng không khác. Vào 2 giờ chiều giờ địa phương, bão Yagi đã bắt đầu đổ bộ đất liền Trung Quốc. Tại thành phố Hải Khẩu, phía bắc đảo Hải Nam và giữ nguyên cấp siêu bão, hình ảnh vệ tinh cho thấy mắt bão Yagi hiện đang ở mũi đảo Hải Nam. Chống bão, người dân cần dự trữ lương thực, thực phẩm trong 7 ngày. Theo báo giao thông, nếu vào Việt Nam, bão số 3 dự báo có tác động khá lớn, do đó người dân cần chủ động ứng phó, sẵn sàng dự trữ lương thực, thực phẩm để ở yên trong nhà khi mưa to, gió lớn. Theo ông Đinh Hữu Dương, trưởng phòng dự báo thời tiết của Đài Khí tượng Thủy văn, khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, từ đêm 6 tháng 9, Hà Nội bắt đầu chịu ảnh hưởng của rìa xa phía tây siêu bão Yagi. Từ gần sáng 7 tháng 9, Hà Nội đón một đợt mưa vừa, mưa to đến rất to, kèm theo gió giật mạnh. Trong đó các quận huyện Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, thị xã Sơn Tây và các huyện Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Ba Vì có mưa từ 200 đến 300 mm, có nơi trên 350 mm. Các huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh mưa từ 150 đến 250 mm, có nơi trên 300 mm. Do bão đi rất nhanh khi vào đất liền nên mưa rất lớn xảy ra trong thời gian ngắn, có thể gây quá tải cho hệ thống thoát nước, dẫn đến ngập úng ở nhiều nơi. Các sông nội tỉnh như Cà Lồ, sông Bùi, sông Tích của Hà Nội có nguy cơ cao xuất hiện lũ. Vùng trũng thấp tại Chương Mỹ có thể tái diễn tình trạng ngập sâu dài ngày như từng xảy ra do ảnh hưởng của bão số 2. Ông Đinh Hữu Dương lưu ý, trước khi bão vào, khoảng chiều 6 tháng 9, Hà Nội có thể xuất hiện dông mạnh trước bão gây đổ cây. Điều này đã từng xảy ra trong một số cơn bão trước đây, gây đổ cây xanh, cột điện khá nhiều. Khi bão quét Hà Nội, bão có thể gây ra gió mạnh cấp 7 đến 9, giật cấp 9 đến 11, gây tốc mái, hư hại nhà cửa, làm đổ cây cối, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Cụ thể từ sáng 7 tháng 9, các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và các huyện Gia Lâm,
Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh bắt đầu có gió mạnh cấp 5, cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9. Từ trưa mùng 7 tháng 9, thị xã Sơn Tây và các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Phúc Thọ có gió mạnh cấp 4, cấp 5, sau tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Cường độ gió và lượng mưa của Hà Nội sẽ còn biến động, phụ thuộc vào diễn biến bão Yagi. Vì vậy, cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai, từ đêm mùng 6 tháng 9 đến sáng mùng 9 tháng 9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt mưa to. Cục bộ có nơi mưa rất to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 350mm, có nơi trên 500mm. Mưa lớn nhất ở phía Đông Bắc Bộ tập trung trong ngày và đêm mùng 7 tháng 9, phía Tây Bắc Bộ từ tối mùng 7 tháng 9 đến đêm mùng 8 tháng 9. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Do mức độ nguy hiểm của bão số 3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai đề nghị người dân lưu ý không nên chủ quan. Trong đó, Ban Chỉ đạo khuyến cáo người dân cần chủ động dự trữ thực phẩm, nước uống, thuốc men, vật dụng cần thiết đủ dùng trong ít nhất 7 ngày. Ngoài ra, cần theo dõi dự báo, cảnh báo, cập nhật diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, kê cao tài sản, cất giữ giấy tờ quan trọng ở nơi an toàn, di chuyển phương tiện cơ giới đến nơi có địa hình cao, gia cố chuồng trại gia súc, gia cầm, tranh thủ thu hoạch sớm các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!